Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Dũng, chủ hai kho thực phẩm tại huyện Hồng Hóa do có hành vi kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và kinh doanh sản phẩm có chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với quy định, đồng thời buộc tiêu hủy gần 7 tấn thịt sấy khô là tăng vật của vụ việc. Căn cứ quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, chiều nay ngày 8 tháng 12, cục quản lý thị trường Thanh Hóa phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao toàn bộ 6,9 tấn thịt sấy khô vi phạm cho ông Nguyễn Hữu Dũng, chủ nhân lô hàng để thực hiện tự tiêu hủy theo quy định tại bãi rác Đông Nam thành phố Thanh Hóa. Ngoài ra, ông Nguyễn Hữu Dũng cũng đã chấp hành nộp phạt hơn 424 triệu đồng vào ngân sách nhà nước đối với hành vi kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và lưu thông trên thị trường sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Trước đó, ngày 1 tháng 10, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện hai kho hàng của ông Nguyễn Hữu Dũng tại địa chỉ xã Hoàng Giang và xã Hoàng Hợp, huyện Hoàng Hóa, có chứa 6,9 tấn thịt sấy khô các loại và gần 1 tấn các mặt hàng ruốc thịt, ruốc sấy, bánh trắng và nước sốt. Thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng đã xác minh được chủ nhân của hàng chục con lợn bị vứt trộm ra đường hôm mùng 3 tháng 12. Theo đó, chủ của đàn lợn là ông Lê Văn N trú tại xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Theo lời khai nhận của ông N, đầu tháng 12 năm 2020, ông có mua gần 100 con lợn từ tỉnh Phú Thọ đưa về trại của gia đình nuôi. Được một thời gian ngắn nhiều con có biểu hiện nhiễm dịch bệnh và chết. Ông N đã không trình báo chính quyền địa phương mà dùng xe tải chở 83 con lợn từ nhà sang khu vực thôn 13, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân đổ xuống bên đường. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ chiếc xe tải chở lợn, đồng thời đã phun tiêu độc khử trùng để phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Trước đó, người dân phát hiện 83 con lợn bị vứt bỏ bên đường tại khu vực giáp danh giữa thôn 13, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân và xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Trong đó, nhiều con có biểu hiện nhiễm bệnh, ốm hoặc chết. Bãi trôn lấp rác thải xã Đông Nam có công suất trôn lấp 230 tấn một ngày đêm, thời gian hoạt động từ tháng 11 năm 2013 đến giữa năm 2020. Tuy nhiên hiện tại, bãi rác này đang phải chôn lấp tới 380 tấn rác mỗi ngày. Bãi rác Đông Nam đã quá tải, các ô chôn lấp đều có chiều cao chứa rác vượt thiết kế ban đầu. Trong 4 ô chôn lấp rác ở bãi rác Đông Nam, có hai ô đã phải đóng cửa. Một ô chôn đã quá tải nhưng vẫn phải tiếp tục tiếp nhận rác do chưa có nơi tiếp nhận mới. Nguyên nhân của tình trạng này là do rác thải không được xử lý mà chỉ chôn lấp. Trong khi đó, hạ tầng kỹ thuật khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt do công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa làm chủ đầu tư và dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt do công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ môi trường Ecotech làm chủ đầu tư lại bị chậm tiến độ. À, ô số 1, số 2 thì đã đóng cửa thì bây giờ cũng, công ty cũng đã đề xuất thành phố để phải mở cửa trở lại để, để giảm tải cho ô số 3 và số 4. Thế thì hiện nay thì trước tình hình đó thì công ty cũng đã đề nghị với ủy ban thành phố hiện nay thì thành phố cũng đã đồng ý và đã có thực hiện đấu thầu cái ô số lắp số 5 thì đơn vị thi si công sẽ chuẩn bị thi công và sẽ đưa vào sử dụng ô số lắp số 5 vào thời gian sớm nhất. Ô chứa rác số 5 ở bãi rác Đông Nam đang được xây dựng, xong cũng chỉ đủ chứa rác thải trong thời gian một năm. Nếu công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ môi trường Ecotech không thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam đúng cam kết là chạy thử liên động toàn nhà máy từ ngày 30 tháng 6 năm 2021 và đưa vào vận hành sau đó trong vòng 30 ngày thì tình trạng quá tải và ô nhiễm ở bãi rác Đông Nam sẽ vẫn chưa thể khắc phục. Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tăng 11 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke chuyên địa bàn. Cụ thể, vào lúc 1 giờ 50 phút ngày 7 tháng 12, nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thị xã Nghi Sơn đã ập vào kiểm tra một quán karaoke ở thôn Bắc Hải, xã Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, phát hiện 11 thanh thiếu niên gồm 6 nam, 5 nữ, quê quán tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh Hậu Giang, Quảng Bình đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tăng vật là dụng cụ để các đối tượng sử dụng ma túy. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy 10 trên 11 đối tượng bị bắt giữ dương tính với ma túy chất MDMA và ketamin. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước sau khi chúng đấu giá quyền sử dụng đất, thế nhưng một công ty đầu tư bất động sản vẫn giao bán đất công khai cho người dân. Sự việc vừa được Ủy ban dân xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa phát hiện và ngăn chặn. Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn 6, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa. Đơn vị trúng đấu giá 247 lô đất nêu trên là công ty cổ phần Giao Việt Nam có địa chỉ tại khu đô thị mới Cầu Giấy Hà Nội. Tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp là hơn 122 tỷ đồng. Hiện nay công ty mới chỉ nộp 1/4 số tiền trúng đấu giá, nhưng từ tháng 11 năm 2020 Công ty này tổ chức mở bán đất công khai. Chính quyền địa phương cũng đã cử cái lực lượng chức năng gồm công an quy tắc, địa chính xuống nắm tình hình. Và ông đã làm việc với công ty và yêu cầu công ty là phải hoàn thành cái nghĩa vụ tài chính cho nhà nước đối với cái mặt bằng thôn 6 xã Thạch Khánh. Ngay sau khi phát hiện sự việc Ủy ban nhân dân xã Thiệu Khánh đã báo cáo lên Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa. Trung tâm phát triển quỹ đất, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức buổi làm việc với công ty Joe Việt Nam, yêu cầu công ty này nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất và dừng việc bán đất khi chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Phía công ty chỉ cam kết sẽ không tổ chức bán đất khi chưa nộp đủ tiền đất, còn kế hoạch thời hạn nộp tiền đất cho nhà nước không được đề cập trong buổi làm việc. Điều đáng nói là tại mặt bằng khu đất quy hoạch ở thôn 6 xã Thiệu Khánh, dù không còn các tấm bảng giao bán đất công khai như trước, nhưng việc quảng cáo đã biến tướng sang hình thức tư vấn giới thiệu khu đất. Bản tin 18h30 sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Đêm qua, kho xưởng của công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã xảy ra cháy lớn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã huy động 6 xe chuyên dụng tới hiện trường, đồng thời rất nhiều công nhân đã đến để vận chuyển hàng hóa ra nơi an toàn. Lực lượng chức năng khá vất vả để tiếp cận hiện trường đám cháy do nằm sâu bên trong khu nhà xưởng. Sau khoảng hơn nửa giờ đồng hồ, ngọn lửa cơ bản được khống chế và làm mát. Hiện lực lượng chức năng đang xác định nguyên nhân cháy và cơ bản đánh giá thiệt hại. Nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại gỗ Nguyên Thành Phát tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cũng đã xảy ra cháy lớn vào chiều qua. Khi phát hiện khói và lửa kèm theo những tiếng nổ phát ra từ trong khu vực chứa sơn và gỗ thành phẩm, hàng chục công nhân đã phối hợp với bảo vệ của công ty sử dụng phương tiện chữa cháy để dập lửa nhưng không thành. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã mất hơn một giờ để khống chế vụ cháy. Gần 200 mét vuông nhà xưởng đã bị đổ sập nhiều máy móc thiết bị, nguyên vật liệu bị cháy rụi. Sau khi phát hiện một nhóm người đang tiếp thị chào kéo khách hàng tham gia mô hình đa cấp, lực lượng bảo vệ tại trung tâm mua sắm e Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu những người này rời đi và hai bên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô sát trước khu vực đối vào của trung tâm mua sắm Tân Phú. Vụ việc kéo dài khoảng 30 phút và chỉ kết thúc sau khi lực lượng hình sự có mặt tại hiện trường, nổ súng bắn chỉ thiên trấn áp và giải tán đám đông. Công an quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lấy lời khai những người liên quan điều tra, truy xét vụ việc. Hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra các vụ việc thanh niên tụ tập mang xe gắn máy ra đường gây dối trật tự công cộng. Tại khu vực huyện Bình Chánh, hàng trăm thanh thiếu niên với xe máy đổ ra đường, chạy tốc độ cao gây mất an toàn giao thông. Tại khu vực quận Thủ Đức, hàng trăm thanh niên cùng xe máy tụ tập gây dối trước cổng trường Đại học Nông Lâm lực lượng chức năng đã tập trung để ngăn chặn nguy cơ tai nạn cho người đi đường cũng như với những nhóm thanh thiếu niên gây dối. Hàng chục xe mô tô đã bị tạm giữ cùng những đối tượng gây dối. Chiều qua, Công an Đồng Nai đột kích triệt phá tụ điểm đánh bạc tại nhà của Nguyễn Phúc Thế ở xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu. Tại hiện trường, lực lượng công an khống chế 21 đối tượng, thu giữ gần 400 triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác đây là tụ điểm đánh bạc được tổ chức quy mô lớn khi đã lôi kéo hàng chục đối tượng từ nhiều tỉnh thành tham gia trong thời gian dài với thủ đoạn khá tinh vi. Chủ tịch Ủy ban dân xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định rút giấy phép hoạt động của cơ sở mầm non tư thục Kids Tram Kindergarten sau khi cơ quan chức năng xác định chủ cơ sở mầm non là bà Nguyễn Thị Hồ Bách Ý đã đánh bốn cháu nhỏ gửi tại cơ sở này làm việc với ủy ban dân xã Vĩnh Ngọc, bà ý thừa nhận đã đánh bốn cháu bé vào cuối giờ chiều ngày 3 tháng 12 khi bực tức vì có một số bé vẽ lên tường. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 giờ 30 tại địa chỉ website truyền hình thanh hóa .vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18 giờ 30, ttva gmail com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888. 25 36 36. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.